Thưa quý vị, làm đẹp có sự can thiệp của dao kéo vốn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên đòi hỏi cần phải có sự kiểm soát và thăm khám chặt chẽ về y tế trước mỗi ca phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu mọi việc đều diễn ra như quy định thì sẽ hạn chế được những vụ tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ gây hậu quả nghiêm trọng như vừa xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân 28 tuổi, từ phía Bắc lặn lội vào thành phố Hồ Chí Minh để hút mỡ bụng sau khi mới sinh con được 10 tháng. Thông qua một công ty môi giới, cô đã đóng hơn 140 triệu rồi được chuyển đến bệnh viện MSCAD ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật. Thì bác sĩ bảo em là phải kiểm tra hết sức khỏe một cách đầy đủ. Nếu chị đủ điều kiện mà không mang thai và không có bất kỳ tình trạng gì hết như tiểu đường, mỡ máu với cả máu đông máu chảy thì mới được làm. Thế nên là khi mà các bạn kiểm tra cho em xong thì các bạn bảo là ok, tình trạng sức khỏe rất là tốt. Hôm sau làm luôn. Một tháng sau, cô liên tục bị đau và mệt mỏi. Kết quả khám tổng quát cho thấy cô đã có thai 8 tuần tuổi. Nạn nhân cho rằng các bác sĩ ở bệnh viện thẩm mỹ đã khám và xét nghiệm máu cho cô không đảm bảo chuyên môn. Nay thì cô phải đứng trước hai lựa chọn: giữ lại đứa bé trong khi đã cắt da bụng và dùng rất nhiều kháng sinh, hoặc phải phá thai khi vị trí thai nhi và vết mổ chỉ cách nhau 6 mm. Cả hai phương án đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Em mong muốn là được ngay như em. Vụ việc vừa rồi không phải là một vụ việc cá biệt. Thời gian qua, tại các cơ sở thẩm mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục xảy ra các sự cố y khoa nghiêm trọng dẫn đến các vụ người phẫu thuật thẩm mỹ tử vong. Cho đến nay thì các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa có kết luận cuối cùng. Và trở lại với câu chuyện hút mỡ bụng thẩm mỹ cho cả thai phụ, thì ngay khi nhận được thông tin, phóng viên Chuyển động 24 giờ đã tìm đến đơn vị liên quan để xác minh thêm thông tin, và chúng tôi có kết nối với phóng viên Thế Hà tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thế Hà, xin anh cho biết là phản ứng của các bên liên quan về vụ việc này như thế nào ạ? À vâng, xin chào chị Thu Hương, xin kính chào quý vị khán giả. Trong chiều ngày hôm qua thì chúng tôi đã tìm đến cái thẩm mỹ viện Sophia International, là cái đơn vị môi giới cho bệnh nhân đến thăm khám và phẫu thuật tại bệnh viện MSCAD ở quận 10. Đơn vị này cho biết là họ xác nhận vụ việc và cũng cho biết là đã tìm cách thương thảo với gia đình của nạn nhân để bồi thường, nhưng mà hai bên thì chưa tìm được tiếng nói chung. Đại diện của thẩm mỹ viện cũng nói rằng là họ chỉ là đơn vị môi giới thôi, thế còn cái việc khám, việc xét nghiệm và phẫu thuật là hoàn toàn do các cái đơn vị chuyên môn của bệnh viện MSCAD ở quận 10. Khi chúng tôi tìm đến bệnh viện MSCAD quận 10 thì đại diện đơn vị này cũng chỉ tiếp nhận thông tin. Rất tiếc là họ cho biết là tất cả các cái lãnh đạo của họ đều bận, thế nên là cũng không phản hồi thông tin gì cả. Trong chiều ngày hôm qua chúng tôi cũng đã tìm đến Sở Y tế của thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin và đề nghị có phản hồi. Nhưng mà đại diện Sở Y tế thì cũng mới chỉ tiếp nhận thông tin thôi, cho đến giờ cũng chưa đưa ra bình luận gì cả. Xin mời trường quay ạ. Vâng, thưa anh Thế Hà, vậy cuối cùng thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này vậy? Vâng, tôi cho là phản ứng của phía cơ quan quản lý và bệnh viện như vậy là chưa thỏa đáng. Những cái vụ việc như thế này cần phải được xem là nghiêm trọng và các bên thì cần phải có cái phản ứng ngay. Như chúng ta đã thống kê đấy, thì ngoài cái vụ việc này ra, chỉ trong vòng một tháng vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 5 cái sự cố y khoa liên quan đến các thẩm mỹ viện, và trong đó 3 người đã thiệt mạng. Vâng, tôi xin nói lại là đây là thống kê trong vòng 1 tháng chứ không phải 1 năm đâu ạ. Xin mời trường quay. Xin được cảm ơn anh Thế ạ. Thưa quý vị, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này để thông tin sớm nhất tới quý vị. Nhu cầu làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, nhưng đã có rất là nhiều bài học đắt giá chia sẻ từ chính những người đã từng là nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đây hy vọng sẽ giúp quý vị đưa ra cho mình những quyết định và lựa chọn phù hợp cũng như là an toàn nhất. Trong lần gặp lại gần nhất, nạn nhân đã có được quyết định cuối cùng. Phải bỏ em bé, không đủ điều kiện về cả tố chất sức khỏe lẫn yếu tố mang thai nữa thì không còn. Lúc mà làm đẹp thì chỉ có ước mơ là mình đẹp lên để có những điều tự tin hơn trong cuộc sống, thuận lợi hơn trong công việc. Nhưng nếu đẹp lên mà phải đánh đổi bằng tính mạng của một sinh linh bé nhỏ hoặc là một cái sự tất trách vì những cái đồng tiền nhỏ nhoi thì em nghĩ là cái điều đó không cần thiết. Thẩm mỹ viện nó không hoàn toàn là xấu, nhưng để mà đánh đổi nó thì các bạn phải cân nhắc thật sự rất là nhiều. Các bạn khi mà quyết định một cái gì đó thì hãy quyết định một cách chậm rãi và chính xác để không có những cái sự việc đáng tiếc như chị em